Vâng, xin chào mừng quý bà con anh em và các bạn đồng nghiệp ham mê luôn trong mọi miền tổ quốc thân mến, trở lại với kênh YouTube kỹ thuật ông Ninh Phương. Hôm nay là ngày 17 tháng 8 2024 dương lịch. Vâng, thế thì tôi đang ở cái trại ngô của nhà tôi nhé. Đây là trại ngô của nhà tôi. Thì hôm nay bắt đầu là cái trà ngô này là trà ngô thứ hai. Cái trà ngô thứ hai thì ông đang bắt đầu lấy phấn rất nhiều đấy, mọi người có nhìn thấy không ạ? Đây, ông lấy phấn rất nhiều nhá. Ông lấy phấn rất nhiều đây, đây trà ngô thứ hai nhá. Thế thì bây giờ quý bà con và các bạn cùng tôi sẽ hôm nay là cái ngày mà anh Cao anh cũng vào. Anh Cao anh cứ vào anh xem cái trại ong của anh ấy. Anh đang gửi cho tôi. Anh gửi cho tôi thì cái trại ong của anh Cao nó cũng sát vườn ngô của tôi nhé. Cũng sát vườn ngô của tôi. Mà anh cũng đang kiểm tra ong. Đây ạ, cái trại ong đang lấy phấn ngô đấy ạ. Rất mạnh đây. Đây cái trại ong của anh Cao cũng hôm nay hiện nay là cũng ra đây lấy phấn ngô nhá. Đây. Đây ạ. Thế thì mời quý bà con và các bạn chúng ta gặp với anh Cao hôm nay anh vào anh thăm ong như thế nào để chúng ta cùng gặp với anh Cao một tí nhé. Thì trại ong của anh Cao thì anh ở để qua cái trại nhà đây nhà tôi. Đây là cái trại chăn nuôi nhà tôi thì buồn chết rồi, đây có cái bủ chuối chín, to quá bủ chuối chín. Đây là cái trại chăn nuôi nhà tôi thì qua cái trại chăn nuôi thì là đến cái trại ong của anh Cao nhá. Mời quý bà con là các bạn cùng xem. Chúng ta gặp gỡ anh Cao nhé. Ôi giờ vào mà xem nó lấy phấn ngô kinh lắm. Xin chào quý bà con và các bạn thì anh Cao anh nay cũng vào thăm quan thì tôi ra thì vừa ngó trại ong thì anh Cao gặp chào bà con cái đây. Vâng, xin chào toàn thể bà con đã về con ong. Thì báo cáo bà con hôm qua thì như vậy anh Minh Phương anh xem ong giúp tôi. Và anh có thông báo với tôi là hôm nay nên vào cho tăng cường thêm phấn. Thêm phấn nhưng mà cho ăn ý rồi ngô vừa rồi nhiều lắm, tôi vừa thế xem rồi. Cũng rất may là hôm nay vào thì như vậy là cũng đang có phân ngô. Thế thì như vậy thì tôi ra vào thì ta đầu tiên là ta cứ bỏ tôi chuẩn bị phấn từ nhà tôi vào thì như tôi cho ăn rồi. Vâng. Thì buổi sáng sớm vào tôi cho ăn thì đến giờ thì tôi kiểm tra qua cái đàn ong thì đây thì tôi xin chào bà con. Bây giờ cho quý bà con xem một vài cái đàn ong của trại ong của Quảng Cao xem thế nào. Vâng, đây xin đây, mời bà con. Đây xem bên ngoài đã phấn ngô đấy, tôi xem mà trại này lấy phấn ngô về nhiều lắm rồi. Chúng ta xem phấn ngô nhá. Đây phấn ngô, đây phấn ngô đang về chú Cao. Vâng. Đây phấn ngô mà nở tràn này trại thứ hai. Đấy, bên ngoài là phấn ngô thì đàn nào cũng phấn ngô này. Thì mình xem là nó có đẻ không. Thì mọi người được xem cái trại ngô của tôi phấn ngô ra kinh lắm. Vừa xong là tôi đã cho bo phấn rồi. Bo thêm. Làm sớm. Bo thêm chứ còn phấn ngô thì cho ăn ít đồng phấn ấy thôi, còn chủ yếu có phấn ngô rồi. Đây như cái đàn này đây, là cái đàn ba cầu. Con này mật của tôi là tương đối ổn này. Vâng. Đấy thế ong đẻ như là tôi thấy như bây giờ là đạt rồi, tương đối tốt. Vâng. Thế mới đợt này mà phấn ngô mới mình hỗ trợ thêm phấn nữa vào thì là ok. Vâng, phấn ngô đang về nhiều lắm. Đây đàn ong ba cầu những mọi người nhé. Đàn C18 ba cầu. Thì hôm nay lại Hà Tây lại vào bổ sung mà thêm một ít phấn nữa ván ngăn thì càng tốt rồi. Kể ra đúng ra thì đang lấy phấn ngô nhiều thì mình cho ăn vài hôm nữa, nhưng mà người ở xa cho nên là cứ phải thế thủ nhé mọi người nhé. Thôi tôi cứ làm chắc để bác Ninh Phương vất vả quá suốt ngày. Đây. Mình xem ong mình. Đàn ba cầu. Đấy. Đà đều này là tốt như rồi. Như vậy là xê lên quá đẹp luôn. Vâng. Vừa phấn ngô lại vừa bổ sung thêm. Đấy. Đang cái giờ phấn ngô. Đây phấn ngô đang về rất nhiều rồi. Ê, phấn ngô về nhiều lắm chú Cao. Vâng, phấn như thế là đẹp lắm. Phấn ngô về nhiều. Quá tuyệt vời. Vừa phấn ngô là vừa hỗ trợ thêm phấn ngoài nữa thì đàn ong tuyệt vời. Nãy vừa xem phấn ngô thông luôn video không cắt quãng. Cho mọi người biết là cái trại ong này sát vườn ngô luôn. Chúa đây. Đây chúa đây, chúa đây, chúa. Vâng. Đấy, cho mọi người nhìn cái chúa phấn ngô bắt đầu đang to rồi. Đang đây, nó đang bờ đẻ bò này. Đang to dần lên đây. Chúa to dần rồi. Cầu ba cầu đẻ thế này là tuyệt vời rồi anh ạ. Như này sang thu mà cái cho xem cầu mới là chưa đôi được mà. Sang thu là chia. Thì tới đây là anh Cao anh đẻ ong ở trong này là chia vụ thu đông luôn ở trong này đấy. Tôi thì tôi không muốn mang về đồng bằng vì rằng nào tôi vẫn phải cho ăn. Vâng. Đấy thì ở đây ví dụ mà về nhà mình phải cho ăn 10. Thì như vậy ở đây mình chỉ cho ăn 5-6 thôi. Vâng. Đấy. Và đằng nào cũng một công như thế thì tôi ta đang tiện ở đây thì ta cứ gửi nhớ mà để vụ thu để vụ thu đông ở đây thì đây có 40 đàn thì cứ chuẩn bị lấy 40 đàn thùng không nữa. Thì khi mà về đồng bằng thì có 80 đàn lấy mật nhãn.
Nhiều quá, nhiều quá. Không đủ sức. Mà không được chia 1,5 thôi, chỉ cần lấy 60 60 đàn hoặc 50 đàn thôi. Không cứ được biết thế, lúc đấy thì ta tính sau. Không, lúc ấy thì chắc ăn rồi. Đây, phấn này. Phấn về rất đẹp. Nhiều phấn ngô đấy. Có phấn ngô đấy. Đang cái giờ lấy phấn ngô mà. Có phấn ngô. Không, chỉ cần như thế là đạt được. Phấn ngô. Đàn này mấy cầu đây? Đàn này cũng 3 cầu. Cũng 3 cầu. Thời điểm này mà để 3 cầu là cũng cũng là nhiều cầu, mà ông nó đẹp thì vẫn để nhiều cầu được, chứ không nhất thiết là phải rút về 2. Rút về 2 nó phí cầu ông đi. Đấy như của bác còn chia đôi. À này. Chia đôi là tôi lại là các phương pháp khác rồi, nó là cái độc đáo rồi. Đấy, ông này. Đây 3 cầu như này nhá mọi người nhá, 3 cầu như này là này mình đây nguồn này tội gì mà đi rút đây để 2 làm gì. Đây. 3 cầu thì cứ để 3 cầu thế này nhá mọi người nhá. 3 cầu ông mà có thế 3 cầu tôi cứ để 3 cầu. Chứ không phải là cái phải rút về 2 đâu. Về 2 là đồng bằng là nguồn ta quá kém, ta mới rút về 2. Do nguồn chứ mình ở đây nguồn đẹp thì cứ để 3 được. Con này hoàn thiện sau thôi nhỉ. Thì hoàn thiện thì mất thời gian. Đây, đấy, mình mời bà con xem giúp của tôi và ba cho cầu ý như kiến này chỉ đạo nhé. 3 cầu đẹp. Đấy. Cầu trong kia cũng phẳng tít nhộng luôn kìa. Xe đang lên đẹp lắm anh ạ. Phấn ngô đây đang rầm rộ như thế. Mày qua đấy thì bây giờ về quê em ở đồng bằng thì bây giờ chỉ có tí phân lúa và phân lúa nữa thì được có một tuần thôi. Đang bắt đầu đẻ. Đấy, đang bắt đầu đẻ đẻ cả ba cầu. Về quê em thì bây giờ bắt đầu chuẩn bị có phân lúa rồi đấy, phân lúa nó chỉ được rất ngắn thời gian. Như cái đàn này thì trong vòng 1,5 tháng nữa là xây lên một cầu thứ tư là chia đôi được. Như hai cái đàn vừa xem xong đây là chia đôi được hết. Còn xem thử một cái đàn là 2 cầu xem. Đàn mấy cầu? Đàn 2 cầu. Đàn 2 cầu đây. Đàn số 23, 2 cầu nhé mọi người nhé. Đây này, anh quay trong thùng này. 2 cầu tràn quân như thế này mọi người. Quân tràn như thế này. Quân tràn quân như thế này. Phấn ngô đàn nào cũng phấn ngô đang về rồi. Rất là đẹp. Thực ra mà nói ong vượt hè thì ta chỉ nên để 2 cầu cho đấy. Vâng. Thế nhưng mà vì mình cũng lại tiếc miền núi là nguồn. Đây hai cầu đây. Đấy, đang đẻ đấy. Xì cầu tuyệt vời luôn. Ê, cầu trăng này đẹp phẳng đó. Rồi. Đẹp. Ui, xem cầu ơi. Trong kia mới ác kìa. Cầu trong kia còn bánh đa đây này, mình chết đây này. Ông này rất là đẹp đó mọi người. Cái này nửa lở lứa này ra thì là tuyệt vời luôn rồi. Cái này với 40 đàn thì cứ 80 đàn là mang ong về đồng bằng là tốt rồi. Đấy, đấy. Đẻ thế này. Ui giời. Quá đẹp. Hai mặt động. Như rồi. Hai cầu này là quá đỉnh đấy. Chứng tỏ là năm nay em chọn em để đây cũng là hợp lý, mà năm nay may quá là được rồi. Bác này ra cái bài như vậy là bắt ông dừng cho em. An tâm tuyệt đối luôn. Không có bài bắt ông dừng là cũng là có lò bắt quái là nó giảm hẳn rồi. Và này cũng 2 cầu. Ông này thì ít nữa cái gì chứ cái lên bộ lên nhân đôi song song là quá đẹp luôn. Ông thế này là quá đẹp rồi. Cứ chia song song thôi. Vâng. Mình chia song song cho nó khỏe ông. Hai nữa là bởi vì mình cái nhu cầu giống thì cũng không phải chia nhiều lắm, mà chuẩn bị chia đôi thì quá đẹp. 40 đàn này thì cứ làm sao lấy 40 đàn này thì như vậy là cái thành 80 đàn khi chuyển ong về đồng bằng. Thì năm nay là nhân giống tại miền núi nha mọi người nhá. Năm nay là anh Cao anh sẽ nhân giống tại miền núi luôn. Nhân giống tại miền núi và khi nào mà hoa nhãn thấp thoa thì mới chuyển về đồng bằng. Đây, đây là có 40 đàn ong mà từ 10 đàn ong mà mua của tôi từ cái tháng 10, tháng 11 năm ngoái à? Em đấy là 27 tháng 10. 27 tháng 10 năm ngoái, vâng. Dương lịch. Có 10 đàn mà bây giờ lên 40 đàn. Mà vào đây như thế là qua mà năm vào đây lấy 100 lít mật rừng rồi thì bây giờ là tương lai là ổn định thì là nhân đàn này lên 80 đàn về đồng bằng nữa. Đâu, vụ của chúng em phải được 140 chứ. À, 140 à? 140 lít. Cái bát quái cái tí nữa sẽ làm cái video sau. Để cho nó riêng ra một cái thời gian. Đây thì đàn nào cũng đẹp cả. Đàn là 2 cầu xem chưa nhỉ? Đàn này chưa. Xem thử cái đàn 2 cầu xem nào.
Thì anh Cao là cứ 10 ngày anh vào một lần nhé mọi người nhá. 10 ngày một lần vào Sa Mông. Đàn hai cầu cũng tuyệt vời đấy. Đây này, đàn này còn có đang có cơi nới này. Cơi nới, cơi nới rồi. Đàn này cơi rồi đây này. Đàn này là tháng sau cái gì chứ, đàn này đàn mạnh cái này kể ra xây cầu cũng được nhưng chưa cần. Không, cứ để tháng sau anh ạ, cuối tháng 9. Ừ, cuối tháng 9 là xây cầu. Chứ không đấy. Vội gì cả. Cứ cho hai cầu mạnh đi. Đây, quá đẹp luôn. Yeah. Đẹp. Mà như vậy là chưa bay được một đàn nào. Chưa đàn nào bị bay nhá mọi người nhá. Mọi người cứ kêu là ông bốc bay, năm nay bốc bay loạn nhưng mà ông đây có thấy gì đâu. Của tôi là đi, của tôi là 80 đàn, với quả cao đây là 40 đàn thì hai cái trại ong của anh em tôi là không bị đi một đàn nào. Đấy, không bị đi một đàn nào. Chắn chúa này, cho ăn uống đầy đủ, đàn này ba cầu à? Đàn này ba cầu nhỉ, đấy quân tràn. Quân ngoài. Quân ba cầu cứ phải tràn ván ngăn thế này nhá, góc cơ cả, tràn hết đây. Đấy, phấn ngô đang về nhiều nhá mọi người nhá. Nãy mọi người được xem cái cánh đồng ngô, tôi quay đầu video có cái cánh đồng ngô này nhá mọi người nhá. À. Đấy, ghê rồi, ba cầu đấy mọi người. Quá đẹp. Ba cầu ông đẹp, này thì bắt đầu có tí phấn về để bây giờ rồi anh ạ. Vâng, có bắt phấn, đầu có tí có phấn ngô thừa rồi. Phấn ngô rồi. Giờ này mà còn phấn là ok. Vâng, phấn ngô đẹp rồi. Tạm thời như thế thôi. Ê, dấm ấy. Ui, nhiều quá rồi. Trời, nó chín chưa dám quay cái này phải đi vào riêng. Đàn này cũng ba cầu đấy mọi người. Quay cho xem quân. Đây, quân ba cầu mà vẫn còn thừa ngoài vách ngăn rất là nhiều. Đấy. Quá đẹp nhỉ. Quá đẹp nhỉ. Ông này thì chia đàn sớm rồi. Ông này thì chia đàn sớm trong tháng 10 dương lịch nhá mọi người nhá. Này thúc giục trong úi giời ơi. Tuyệt vời. Hai mặt nhộng. Như thế lại đi ba cầu được 6 mặt nhộng nhá mọi người ạ. Ông phải như thế này nhá. Ông ở đây đồng bằng lên đây đây. Ông từ miền đồng bằng lên miền núi chúng tôi nhá. Đây là cái vườn trại ong, cái vườn nhà tôi nhá. Cảm ơn bác Linh Phương năm nay như vậy bác thì cho em gửi ong ở đây không ơi. Ui giời, 6 mặt. Có lẽ chưa bao giờ em nuôi ong mà được là ong được như thế này đâu ạ. À. 6 mặt ong này. Như này là chia ong là tuyệt vời. Đây là cái trại ong mà đây sáng rồi sẽ bổ sung thêm phấn hoa. Kể ra thì đồng bằng anh cũng chót mang phấn hoa vào chứ còn tôi đang ngô đang nở rộ này là tôi không cần cho phấn hoa đâu mọi người ạ. Thôi vì là em ở xa mà bây giờ vài hôm nữa hết nướng ngô thì em lại không kịp quay. Vâng. Thế nên cứ lúc nào mà ui, em thu đàn hai cầu này. Ra thành tụi quân như này ông của họ có ra cái gì đâu. Mọi người xem là sẽ biết ông của chúng tôi nhá. So lại 10 ngày hôm trước thì hôm nay là quá tuyệt đỉnh rồi. Ông lên quá đẹp luôn. Ông lên đẹp. Đây này. Xây lưỡi mèo rồi. Mèo này. Xây lưỡi mèo. Ê giời, nhộng thế này làm gì mà xây lưỡi mèo. Mở nhộng thế này cơ mà. Ê giời. Đây đây này, lưỡi mèo đây này. Này nó có phấn ngô nó đòi xây đây này. Đây này. Đấy. À tí nữa không thì xem cái đàn nào mạnh cái cầu mà để bảo quản đây. Đây này. Để anh đấu cái đàn tí nữa thì cho thêm một cầu nhé. Em biết rồi, em biết rồi. Ừ. Thì đàn này là sẽ cho thêm một cầu nữa. Đàn này là chú tơ sao đây, chú mới đây. Đàn này chú tơ. Xem thử đàn chú tơ cho nào. Đàn này mới chia đấy mọi người nhá. Đàn nào quân chứ, là quân ác lắm. Quân tràn trẻ. Không phải lo thối ấu trùng gì kìa. Đàn này không bao giờ thối chứ cả, nó đòi cây đến mèo đây kìa. Đây này. Đàn này mèo còn hai bên đây này. Đàn này cho cây xây cầu sớm được rồi. Phấn ngô này là kể ra cho xây cầu được nhưng mình vẫn không dám xây. Ê dày đây này. Mèo hai bên này. Đây mọi người ngó nhá. Đây cầu ạ, đàn ong hai cầu đấy. Quá đẹp luôn. Mới có mưa chưa đến 10 ngày lên mạnh rồi. Quá đẹp anh. Ừ. Chưa đến 10 ngày hôm anh Cao vào hôm là mưa nhá cho ăn phấn thì chưa đến 10 ngày và hôm nay nó kết hợp cái phấn ngô ngoài của chúng tôi nhá mọi người nhá. Ê giời đất ơi. Ui giời mật đẻ thế này. Vừa mật mà lại vừa đẻ như thế này. Cái này thì thôi miễn bàn luôn. Ông này thì quá đẹp rồi. 14 phút rồi.
15 rồi. Vâng, như vậy là xin chào quý bà con và các bạn, thì là cái trại ong đây thì còn anh Cao còn đang tiếp tục kiểm tra thì cho ăn thêm bổ sung phấn rồi, nhưng mà ong là đang lên quá đẹp. Thì trước khi dừng video thì anh Cao chào bà con ạ. Vâng, tôi xin cảm ơn bà con đã bớt chút thời gian theo dõi video của anh em tôi nhá. Cảm ơn bà con, chúc bà con một ngày mới an lành, mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Tôi xin cảm ơn, xin chào. Vâng, như vậy là sau một tuần thì anh Cao anh vào anh bổ sung thêm, đã bổ sung phấn sau một tuần đây thì hôm nay là cái ngô của tôi ở cánh đồng nó đang nổ rất rộ và nhiều phấn ngô mới. Đây là nguồn phấn ngô mới phát triển. Thế cho nên là cả mật keo và bổ sung thêm một lần nước đường rồi thì kết hợp nó lấy mật keo và phấn ngô nữa thì đàn ong, trại ong hiện nay là phát triển rất mạnh. Và tương lai tới đây thì xây cầu sớm và chia đàn sớm. Trong vòng khoảng tháng 11 là 40 đàn này sẽ lên 80 đàn đấy mọi người nhá. Vâng, xin chào quý bà con anh em và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã để tâm theo dõi video. Và ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh và để lại lời bình luận phía dưới nhá. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại nhá. Vâng, xin chào.